Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món trứng từ nước sôi. Xin chào mấy bạn mấy lần. Xin thưa là cái thằng này nó bị mắc. Nói gì tèo. Ồ, các bạn thấy. Đó, xong xong chín chín nhiều quốc luôn. Ngon quá. Bạn nào gì quá ngại nhớ giá thịt trụ nha. Thịt trụ có xuống nước nóng. Quê mình đó mà. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Ngon không mấy bạn? Nó lỏng rõ ngon quá. Nóng quá. Ngon quá. Chúng ta xem qua đây xem qua các bạn của mình ăn. Mọi người đã thưởng thức món trứng chưa? Chút gì này, trứng mấy ngày. Rồi rôn lái trứng được. Quá ngon. Rôm. Cái gì? Sâu kia không? Ăn chín rồi.